Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Tính cách người tuổi Dần. Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì tuổi Dần lại giải quyết rất nhanh chóng, lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Vì vậy, tuổi Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Tuổi Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực, khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Tuổi Dần là những con người thời hiện đại nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Bạn đang xem bài viết thuộc chuyên mục tử vi 12 con giáp của website Vạn Sự Net. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng bị xúc phạm thì tuổi Dần sẽ căm ghét, ông lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, bởi vậy mà người này luôn cố gắng, phấn đấu, chăm chỉ làm việc. Bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Tuổi Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp nhưng sâu trong nội tâm, họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai.